đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hai bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy 31 tuổi và Nguyễn Hữu Thiên An 21 tuổi cùng trú tại phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Theo cáo trạng, cả hai đối tượng trên là anh em họ hàng cùng rủ nhau tuyên truyền chống phá đảng nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức. Cụ thể, Nguyễn Hữu Quốc Duy từ năm 2009 đến 2015 qua mạng xã hội Facebook đã đăng tải tuyên truyền 58 bài viết có nội dung xuyên tạc chống chính quyền, đảng và nhà nước. Cũng từ Facebook, Nguyễn Hữu Thiên An thường xuyên truy cập vào một trang mạng có những đề tài, nội dung chống phá nhà nước Việt Nam có tên gọi là Tuổi Trẻ Yêu Nước. Trong năm 2015, An đã nhiều lần viết bậy lên tờ tiền 50.000 đồng Việt Nam dùng sơn nước để có hiệu bôi nhọ, chống đối đảng nhà nước ta lên tường để chụp ảnh đăng trên trang mạng, lôi kéo nhiều người cùng tham gia và được tổ chức Việt Tân mời sang Singapore tham dự lớp tập huấn truyền thông chống phá nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải do nhận thức kém và bị lợi dụng, xúi dục, kích động. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 88 của Luật Hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù.